Cập nhật tin tức nóng đáng chú ý xoay quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, hơn 200 thành viên Đảng Cộng Hòa tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho liên danh tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris và Thống đốc Tim Walz trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới. Hơn 200 thành viên của Đảng Cộng Hòa từng làm việc cho cựu Tổng thống George Bush và một số thượng nghị sĩ có ảnh hưởng của đảng này đã ủng hộ ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ là bà Kamala Harris làm Tổng thống. Trong bức thư ngỏ được trang USA Today chia sẻ có đoạn nêu rõ, lần đầu tiên các thành viên đảng Cộng Hòa cùng tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho liên danh tranh cử Phó Tổng thống Kamala Harris và Thống đốc Tim Watts trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới. Những thành viên ký vào bức thư thừa nhận vẫn có những bất đồng ý kiến với Phó Tổng thống Harris và người liên danh tranh cử của bà, nhưng cũng lưu ý rằng lựa chọn thay thế cho bà Harris đơn giản là không thể chấp nhận được. Trước đó, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, một nhóm các cựu nhân viên của cựu Tổng thống Bush và một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã cam kết ủng hộ ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, khi đó là ông Joe Biden. Chuyển sang tin tức quốc tế đáng chú ý khác, theo thông tấn xã Ba Lan, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước này Cezary Tomzik cho biết Ba Lan đang tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomzik nhấn mạnh những gì chúng ta phải đối mặt ngày nay ở Ba Lan là một cuộc chiến tranh hỗn hợp trên thực tế, và chúng ta có thể trực tiếp nói rằng Ba Lan ngày nay đang trong tình trạng chiến tranh, nhưng đang trong tình trạng chiến tranh lại. Ông Tomaszik gọi vấn đề người di cư ở biên giới với Belarus và việc phát triển ra khí cầu thời tiết nước ngoài ở Ba Lan là một trong những biểu hiện của cuộc chiến lai này tại Wormian Masurian Voivodeship của Bà Lan. Những quả bóng thời tiết có dòng chữ Krillik bảng chữ cái có tiếng Nga đã được tìm thấy nhiều lần trong năm nay. Sự cố gần đây xảy ra nhất vào ngày 24 tháng 8. Theo Warsaw, các tàu thăm dò được thả từ một trạm thời tiết ở vùng lân cận Kaliningrad. Ngày 26 tháng 8, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp tục tham vấn chính trị các đảng phái tại Pháp, nhưng người dân Pháp nhiều khả năng sẽ còn phải chờ đợi thêm nhiều thời gian nữa trước khi có thể biết được danh tính của thủ tướng mới do bất đồng sâu sắc giữa các đảng phái chính tại nước này. Phát biểu sau cuộc gặp với tổng thống Pháp Emmanuel Macron, lãnh đạo đảng cực hữu, tập hợp quốc gia, bà Marine Le Pen tuyên bố sẽ trình đề xuất bỏ phiếu tín nhiệm đối với bất cứ chính phủ nào mới do Liên minh cánh tả, mặt trận bình dân mới, lãnh đạo, dù đảng cực tạ nước Pháp bất khuất cho biết sẽ nhượng bộ không tham gia chính phủ mới để xoa dịu sự phản đối từ các phe phái chính trị tại Pháp. Kết thúc cuộc tham vấn, Văn phòng Tổng thống Pháp ra thông cáo cho rằng nước Pháp đang ở tình thế chưa từng có trong lịch sử và kêu gọi lãnh đạo các chính đảng tại Pháp cần thể hiện trách nhiệm đối với người dân. Thông cáo cũng cho biết Tổng thống Macron loại trừ khả năng cho phép liên minh cánh tả Đảng Mặt trận Bình dân mới lập chính phủ mà không liên quan đến các đảng phái khác, bởi ông cho rằng một chính phủ cánh tả đơn lẻ có thể bị sụp đổ ngay lập tức. Tổng thống Pháp cũng nhấn mạnh sẽ không để đất nước bị tê liệt và suy yếu, đồng thời tuyên bố sẽ mở vòng tham vấn chính trị mới bắt đầu từ hôm nay để tiếp tục tìm một thủ tướng mới. Văn phòng Tổng thống Pháp nêu rõ các đảng cực tả nước Pháp bất khuất, cực hữu tập hợp quốc gia hay lãnh đạo nhóm nghị sĩ cánh hữu ông Eric Ciotti sẽ không nằm trong danh sách được mời.